Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và bạn đến với kênh chứng khoán Thu Hằng Investor của mình ngày hôm nay. Hôm nay xin làm clip để nhận định thị trường của phiên giao dịch ngày 11 tháng 7. Thì chúng ta cùng đi điểm qua xem phiên giao dịch ngày hôm nay có những cái điểm gì đáng chú ý nhé. Và có những lưu ý gì cho phiên giao dịch tiếp tới, phiên giao dịch ngày 12 tháng 7. Hôm nay là phiên giảm điểm thị trường chung, thị trường chung giảm 16 điểm với 1,37%. Và áp lực xuyên suốt cả phiên này, anh chị đấy này. Đầu phiên nó giảm đỏ, nó gáp đỏ xuống sau đó nó giảm xuyên suốt cả phiên. Đấy, và lực bán thì sau khoảng 2 giờ nó bắt đầu nó kích hoạt, nó mạnh hơn này. Và nó có những thấp nhất thì nó giảm về 1144 điểm, sau đó nó kéo ngược lên trong phiên ATC. Thế này hành động giá chúng ta cần để ý là cái phiên kết phiên ấy. Các anh chị có thể để ý ra chỉ số VN3 Index nhé. Ta xem chặt nhỏ hơn đi. Chặt 5 phút ấy, thì cái chỉ số kết phiên ấy thì nó đang loanh quanh cái vùng này. Nó sẽ là 1151 thôi. Đây, 1149 này. 149 vào trong ATC thì nó kéo lên là 1155. Vậy là cái điểm này, điểm số này chênh lệch nó từ đến cổ phiếu nào? Thì mình để ý, mình có thấy cổ phiếu VIX. Đấy. Thì hôm nay cổ phiếu VIX này, các anh chị để ý này, nó bị thao túng khá là mạnh trong phiên này. Khi có những trong phiên nó đã giảm xuống mức thấp nhất là 66.3. Và lúc ý mình xem thì đây, 66.3, 2 giờ 29 phút thì nó vẫn đang ở 66.3. Tuy nhiên ATC nó kéo phát lên 70 về tham chiếu luôn. Vậy đang từ giảm âm 5%. Và lên tham chiếu nó ảnh hưởng đến chỉ số rất là nhiều. Vậy cái sự rút chân này của thị trường chung ấy, nó sẽ đến từ cổ phiếu VIX là chính nhé. Cho nên mình đánh giá là nó chưa đáng tin cậy cho cái phiên này. Đấy, có những lúc nó giảm rất là sâu rồi, và như nó thủng cái đáy trước rồi. Nên tính giá cửa nó thủng đáy trước rồi xong lại rút lên. Thì chúng ta cần phải chờ xem ngày mai xem là cái tín hiệu của cái xác nhận của thị trường nó như nào nhé. Tuy nhiên là cái giá cổ phiếu mình đang thấy nó bị thao túng khá là mạnh ở cái phiên ATC hôm nay, cái cổ phiếu VIX này cuối phiên nó kéo ngược lên với 1,2 triệu cổ phiếu này. Đấy. Kéo phát lên tham chiếu từ âm 75% và cổ phiếu này thì ảnh hưởng chỉ số rất là lớn. Chúng ta xem hôm nay nhóm kéo chỉ số nhé, thì là Vietcombank này, Techcombank, VPBank, họ nhà VIX thì hôm nay họ nhà xem Vinhome này, Vinhome cũng kéo lên này, anh chị để này, đang 58.5 và kéo lên 60.5. Đấy, VRE này, VRE cũng kéo lên, tuy nhiên nó không kéo mạnh hai cổ phiếu kia. Vậy hai cổ phiếu đầu tiên mình xem cả buổi sáng thì nó ảnh hưởng chỉ số mạnh nhất ấy, thì nó là Vinhome và VIX. Đây mình có tổng hợp trong nhóm khách hàng VIX của mình này. Đấy, mình chụp lại là lúc ấy tầm 9 rưỡi thôi, là Vinhome và VIX. Vietcombank nó đang ảnh hưởng chỉ số mạnh nhất, tuy nhiên là quét phiên thì nó lại có sự hoán đổi vị trí, là dòng bank thì lại giảm mạnh hơn và dòng VIX thì lại, VIX nhà họ nhà VIX lại kéo lên. Thì chúng ta thấy biến động này là khá bất thường, tuy nhiên là chúng ta cần phải chờ lại phiên giao dịch tiếp theo nhé. Thì cứ coi là như là cái giá đóng cửa là giá hiện tại đi, chúng ta sẽ đi phân tích các dòng cổ phiếu thì rất chung. Mình sẽ điểm qua một số các cái ý nhé. Thì hôm nay dòng giảm điểm các chị để là dòng ngân hàng. Ngân hàng kéo chỉ số rất là mạnh. Chúng ta đi qua một số cổ phiếu ngân hàng nhé. Như là Techcombank. Techcombank thì nó giảm thủng MA20 với volume khá lớn nhé. Đấy, thì nó đã phủ nhận cả hoàn toàn cái cây tăng điểm này. Hoàn toàn phủ nhận cái cây tăng điểm này, mặc dù cái cây tăng điểm này có volume lớn nhé. Đấy, có volume khá lớn, tuy nhiên nó đã phủ nhận là đóng thấp hơn, đóng thủng cái thấp thủng cái đáy này rồi. Thì về nguyên lý nếu anh chị mua cây này đấy, thứ thủng đáy anh chị phải thoát rồi. Thì dòng banh nó đang biến động khá là lỏng nhé. Số với banh khác này. Như là VIB thì nó tăng nhịp mạnh thì nó giảm lại chuyện bình thường, có thể nó sẽ trong cái vùng xung quanh này, trong cái biên này. Để tạo vai bên trái, nếu mà tích cực, trường hợp tích cực. Tiên Phong Bank thì nó thủng cái nền giá gần nhất rồi. Đây chị để này. Nó thủng cái nền giá gần nhất nhé. Đấy. Đây cái lần này nó rút chân này. Ở đây nó thủng xuyên qua này. Áp lực giảm khá mạnh như dòng banh. VBank cũng thủng nền giá gần nhất và nó đang test lại cái đáy cũ. Khối lượng không quá lớn nhưng mà cái biên độ giảm sâu thì nó thể hiện là thiếu cầu nhé. HDBank thì nó thủng cái nền rồi. Đấy, giá nó cửa này thủng cái nền này rồi nhé. Thì khả năng nó sẽ tìm về cái vùng dưới này. Vùng nền giá dưới này. Vietcombank là giảm điểm mạnh nhất, kéo giảm mạnh nhất trong phiên này. Thì nếu mà xét trên giá đóng cửa anh chị đến này, nó đã thủng qua cái vùng này rồi. Đây là giá đóng cửa. Thì là cái hỗ trợ này đây là cả một. Mình kẹo bé tới đây nhé. Vậy là từ đầu năm 2021 này. Đấy. Đầu 2022 gần cả một năm này thì đây nó đã thủng qua nhé, nó xác nhận thủng qua ở phiên này. Giá đóng cửa nhé, đã xác nhận thủng qua cái vùng sideway của một năm của nó, mình xét trên giá đóng cửa.
xét trên dâu đấy thì nó vẫn đang ở cái vùng dâu này, nhưng mà tuy nhiên là giá đóng cửa thì nó đã thủng qua rồi nhá, thì cũng khá rủi ro trên thị trường. Vì là trong phiên dịch ngày này thì cũng có tín hiệu khá rủi ro nhá. Đặc biệt các anh chị để ý một cái yếu tố nữa là cái chỉ số VN30 M1M này, chỉ số phái sinh này, hợp đồng phái sinh này. Đấy thì nó đã thủng đáy rồi, chỉ số phái sinh đã thủng đáy rồi nhá. Đây, đáy thấp nhất đây, thì là chỉ số phái sinh nó đã thủng đáy rồi. Mặc dù volume không lớn này, tuy nhiên nó xác nhận thủng cái đáy này rồi nhá. Thì nếu mà trong 1-2 phiên tới mà nó không kéo lên ấy, thì nó khá rủi ro là xác nhận cái mô hình giảm tiếp. Đây, mô hình kênh giá dốc xuống này, mà đã thủng qua rồi. Chỉ số VN30 ấy thì nó cũng thủng nhưng mà nó không nhìn rõ, tức là nó cái chênh lệch nó không quá lớn. Nếu anh chị xét trên giá đóng cửa này thì chị mới thấy nó thủng qua. Còn nếu mà xét trên cái nến ấy, thì nó vẫn đang loanh quanh cái vùng đáy của cái dâu này. Đấy. Chưa rõ lắm. Thì mình thấy là áp lực bán của phiên nay cũng khá lớn nhé. Áp lực bán của phiên này cũng khá là lớn này. Đấy. Khi khối lượng tăng và cái giá thì nó định kéo theo ATC, còn không mình nó sẽ không thấp này, thì cái áp lực bán nó đang gia tăng ở cái vùng này. Mặc dù nó kiểm định cái vùng đáy vẫn giữ được cái vùng đáy 1.40 nhé. Đấy, thì với cái áp lực này thì có khả năng nó sẽ thủng qua để nó kiểm định. Thì cái đấy mình cũng không đoán, dự đoán trước nhá, xem kịch bản, xem tín hiệu thì nó phát ra các phiên sau thôi. Tuy nhiên là cái tín hiệu này là tín hiệu không tích cực lắm. Thì đây là cái yếu tố mà tiêu cực đến thị trường chung, tức là những cái điều mà nó không được tích cực cho thị trường. Sau đây mình xin điểm qua một số cổ phiếu tích cực trong ngày hôm nay. Tích cực trong ngày hôm nay thì tuy nhiên anh chị có thể để ý đến cái dòng nông nghiệp của HAG này. Khi giá thịt lợn đang tăng rất là mạnh đúng không? Thì nó cũng đang tăng bứt tốc khá là mạnh, nó nên tiếp cận đến đỉnh này. Thì điểm mua mới không có nhé, anh chị có thể theo dõi thôi. Ai có thì có thể canh chốt dần thôi nhé, còn không nên mua mới. Đây Dabaco này. Đó, nó cũng vượt qua cái swing của nó rồi. Swing hai đáy này, vượt qua swing này. Đó. Nhóm này khá là khỏe, tăng trần. Đó. Hay là cổ phiếu như BAF. Đó, BAF thì nó đang tiếp cận đỉnh cũ. Đây là một số 100 cổ phiếu hiếm hoi trong thị trường nhé. Thì nó vẫn đang loanh quanh cái vùng đỉnh này. Và cái tín hiệu phân phối nó chưa rõ ràng. Đó. Và như là mình chưa thấy tín hiệu phân phối rõ ràng ở cổ phiếu này. Còn một số cổ phiếu khác, các dòng thủy sản hay là hóa chất thì nó phân phối khá rõ ràng. Tí nữa mình sẽ đi qua chart đồ thị nhá. Đây thì có BAF vẫn giữ được mục trên này. Hay là một số cổ phiếu khác như là IDC. IDC thì mình cũng có cho vào list theo dõi rất là sát cổ phiếu này. Tuy nhiên ở với điều kiện thị trường thì mình cũng chưa tham gia nhé. Mặc dù hôm nay nó break này. Nó break qua cái vùng nền giá hỗ trợ của nó này. IDC thì là có cái nền giá khoảng 2 tháng đây thì cũng khá là chặt. Mình đánh giá là nền giá khá tốt so với các cổ phiếu trên thị trường hiện nay. Khi nó giảm trước thị trường chung mà nó có nền giá khoảng 2 tháng đây. Thì dòng bất động sản công nghiệp là dòng anh chị chú ý được nhé. Chúng ta đi qua cái dòng khu công nghiệp này. Hôm nay mình thấy có dòng tiền vào cái dòng này, nhóm này. Đây, IC này. IC là gần như con đầu đàn. Mấy cổ phiếu này thanh khoản thấp ạ. KBC này. KBC nó đang tạo hình có mẫu hình vai đầu và vai ngược nhé. Đấy thì cổ phiếu này là cái cấu trúc mình đã khá ổn. Thì anh chị có thể đưa vào qua list theo dõi nhé. Mặc dù điểm chung đang xấu nhưng mà mình cũng vẫn nên có list để theo dõi những cổ phiếu mạnh, tiềm năng để có thể anh chị có thể có chủ động trước khi thị trường nó xác nhận chẳng hạn. Đấy, hay là VGC, là VGC thì mình đang theo dõi mô hình cốc tay cầm đây thì xem nó như nào. Nó giảm cái đây mặc dù giảm sàn nhưng cái biên độ giảm khối lượng không quá lớn. Đấy, có những phiên tăng cái nhịp trước khá là mạnh. Theo dõi thôi nhé, cổ phiếu đây hơi lỏng. Đấy là ba cổ phiếu nó nổi bật trong dòng bất động sản khu công nghiệp, thì có IDC, KBC và VGC, thì anh chị có thể theo dõi nhé. Còn các cổ phiếu khác thì vẫn hơi yếu. Hay là SSC thì sao? SSC thì cũng lấy lại M20, tuy nhiên là cái trạng thái nó vẫn hơi yếu hơn các cổ phiếu khác nhé. Đấy, hôm nay dòng chứng khoán nó giảm biển khá là mạnh. Chứng khoán đi, chúng ta xem đến chart đồ thị nhé. Dòng banh thì chúng ta review qua rồi, banh thì hiện tại nó đang biến động khá là lỏng. À banh chưa chưa qua đúng không? Banh hôm nay giảm điểm chính mà. Techcombank này. Techcombank rồi đúng không? Thủng cái đấy này. Rồi MB này. Đấy MB thì cũng có hiện mất cái cây này rồi. Khối lượng gia tăng. Mặc dù nó vẫn em trên M20 nhá, mà vẫn có cái nền giá đây. Thì khả năng là MB thì nó khỏe hơn chút thì nó sẽ giữ được vùng này. ACB thì sao? ACB thủng nền gần nhất rồi. STB thì tích cực hơn chút này, vẫn giữ được cái vùng này. Sideway. Nên Vietcombank cũng vậy, sideway. MSB thì mất M20. À, CTG đã thủng cái nền gần nhất rồi. BID thì tích cực hơn chút, nó rút chân đường. Đây dòng banh khá phân hóa nhưng đại khái chung là mình thấy là đang xu hướng của nó là đang xấu nhé.
tín hiệu nó không tốt lắm, Techcombank bán khá mạnh, biến động này là hơi nóng, các dòng này muốn lên nó sẽ chặt lại và nó mất thời gian. Dòng chứng khoán tương tự dòng banh, mình thấy hôm nay bắt đầu dòng chứng khoán có được chốt lời. ETF thì nó tăng trần rất là nhiều, nó giảm sàn bình thường là bình thường nhé. Thì nó đang có thể là sẽ tạo có chút vai đầu vai ở đây, thì anh chị có thể theo dõi. Đây có thể là cái vai này, đầu này nó sẽ tạo cái vai bên này, thì lúc mình theo dõi sau nhé. Như thế theo dõi cấu trúc dòng chứng khoán là cái nhịp giảm này như này nhé. Đây cấu trúc thì khi nào thoát vào cái đây sẽ là cái điểm mua. Đấy. Sau đây thì để mua vào cái target của nó sẽ bằng cái điểm này, bằng cái đoạn này. Đấy, đây là cổ phiếu ETS, các cổ phiếu tương tự nhé. HCM đang biến động bị chốt lời này. Đấy, bị chốt lời thì có khả năng nó sẽ chuyển trở lại, anh chị theo dõi mà tạo vai bên trái không nhé. Hay là VND các cổ phiếu nó yếu hơn này. Đấy, yếu hơn thì nó vẫn đang ở dưới thôi. NLI thì hôm qua nó lên một cây rất là mạnh, hôm nay thì nó đi ngang thì cũng bình thường nhé. Thì dòng chứng khoán hiện tại nó vẫn đang đi ngang và cũng phân hóa, anh chị theo dõi thêm. Tuy nhiên thì chung mình thấy vẫn đang có tín hiệu là nó có khả năng nó thủng cái đáy này. Đấy. Tuy nhiên là nếu mà giảm tiếp thì nó có thể là sẽ về cái vùng 1080 ở đây hoặc là vùng 1100, nó sẽ không quá xa. Anh chị phải quan sát thêm cái diễn biến của cổ phiếu trong các phiên tiếp theo nhé. Hiện tại thì team mình thì mình vẫn đang khuyến nghị đứng ngoài thôi, đứng ngoài từ cái vùng này. Đấy, từ phiên này đấy, có tín hiệu là thủng cái vùng này là mình sẽ đứng ngoài rồi và bán cổ phiếu rồi. Thì chúng ta có thể chờ thêm để các cấu trúc cổ phiếu nó khỏe hơn và thị trường chung nó có xác nhận bùng nổ thổi đà nhé, thì lúc ấy mình sẽ tham gia được nhé. Nếu chị chưa biết kiến thức về bùng nổ thổi đà thì phải xem đây. Đấy, thế chị có thể xem cái danh sách phát và video của mình này, mình có chia sẻ kiến thức về bùng nổ thổi đà rồi nhé. Đây phiên bùng nổ thổi đà đây, các đặc điểm nhận dạng đây, anh chị xem cái clip này nhé. Đấy, thì trên đây là view của mình về thị trường chung, tức là thị trường chung cần phải xác nhận bùng nổ thổi đà thì mình tham gia được và hiện tại nó vẫn đang có rủi ro nhé, anh chị có thể cầm tiền quan sát để chiến lược này là chính nhé. Quan sát và sinh quá lít dần một số cổ phiếu mạnh mình đã giới thiệu cho anh chị rồi đấy. Nếu anh chị cảm thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like, xem, đăng ký kênh nhé. Anh chị là muốn đồng hành cùng mình trong Zoom khách hàng ấy, thì có thể mở tài khoản hoặc chuyển ID từ TCBS hoặc VBS về bên mình nhé, thì mình quản lý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các clip sau.